để hỗ trợ cho nhiều nhà đầu tư chứng khoán Mỹ giao dịch hiệu quả hơn. Ông Hoàng Ngọc Sơn triển khai dịch vụ livestream chứng khoán Mỹ vào buổi tối. Nhà đầu tư có cơ hội trò chuyện, trao đổi và được tư vấn trực tiếp từ chuyên gia Hoàng Ngọc Sơn. Ông Sơn là Á quân của Cup Championship 2018. Ông là người Việt Nam duy nhất và đầu tiên đạt được danh hiệu cao quý này trong hơn 37 năm qua. Chương trình livestream chứng khoán Mỹ diễn ra vào các ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thời gian 21:30 đến 23:30, hình thức online, phương pháp, phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Nhà đầu tư có thể tham gia theo gói phí hàng ngày hoặc hàng tháng. Khi tham gia dịch vụ này, nhà đầu tư sẽ an tâm hơn trong những giao dịch của mình. Nếu quan tâm dịch vụ này, nhà đầu tư hãy đăng ký tại website www.thebigedu.net.